Vũ Luân bị tố trục lợi, lợi dụng Hồng Loan để kiếm tiền, đứng sau mọi âm mưu chia rẽ. Mới đây một bài đăng vô cùng bức xúc cho rằng anh hai Vũ Luân là người đứng sau tất cả mọi chuyện của Phương Lê và Nguyên Vũ. Tác giả bài đăng cho rằng anh chính là người giật dây cho xung đột nổ ra để trở thành ngư ông đắc lợi. Bài viết nhận được hàng ngàn lượt like, hàng chục ngàn chia sẻ khiến nhiều người hoang mang không biết âm mưu của Vũ Luân có đúng như người này nói không. Người này nói, lúc nào anh lên kênh nói có vẻ thuyết phục lắm, nào là anh hai, lẽ dĩ nhiên anh hai phải bảo vệ em mình, không bỏ em được, nghe cao thượng quá. Những việc anh làm cho con gái người cha nuôi quá cố, đếm trên đầu môi anh thôi. Sống bớt giả tạo đi cũng đừng nói cái gì, anh cũng biết ở đây. Khi ba nuôi nằm xuống, anh là người đầu tiên trong danh sách ký hợp đồng với BH Media, rồi mới đến hai người khác. Hiện tại anh đã biết Hồng Loan là con hợp pháp, sao anh không ủy quyền hay bàn giao bản hợp đồng lại cho con em út mình đi. Nhưng anh lên live kêu vài tháng nếu muốn anh sẽ cho các con của Loan một số tiền của BH để tụi nhỏ ăn bánh kẹo. Tụi nó đâu có xin đâu. Anh giả tạo đến độ dắt con nhỏ đi mua vài bộ quần áo, cho con nhỏ đi quay mấy bài hát với chủ đề để đăng lên kênh YouTube của Hồng Loan. Anh chẳng ngờ chỉ có vài ngày được 3 triệu view. Một số tiền lớn khi có lượng view như vậy chắc tiếc lắm nhỉ. Nếu đã hứa là cho con em để nó kiếm tiền nuôi con, sao anh cũng đăng trên kênh của anh chẳng dành lại bài nào cho con nhỏ vậy? Đã xứng tầm anh hai chưa? Bài nào anh cũng đăng trước, để kênh YouTube bên Loan bị đánh sập là đúng rồi. Anh lên live phân tích nghe mắc mệt. Thấy Nguyên Vũ không? Chẳng phải anh hai gì, chỉ làm không nói, giúp cô em xã hội trên cả người anh hai như anh. Ni và Nguyên Vũ đúng chuẩn là không trục lợi, chỉ vì yêu thương mà đến. Bây giờ mọi chuyện sắp xong, anh làm ra kiểu anh hai cướp công vượt quyền, chung quy anh chỉ vì tiền thôi ông anh hai à? Cứ để Ni nói về Úc đi, còn anh hai chúng tôi. Còn anh hai, còn chúng tôi, anh cứ việc giúp em, móc tiền túi ra, chi trả, rồi làm đúng trách nhiệm của mình anh hai nhé. Dưới bài đăng, nhiều người cũng bình luận chỉ trích nghệ sĩ Vũ Luân nặng nề. Tao thấy anh hai, từ khi ra MV cùng Hồng Loan, bỏ lên kênh anh hai thu tiền, tao thấy có mùi anh hai. Việc xã hội anh hai không ra mặt toàn em út, mình đàn bà, ra đối phó chống chọi. Anh hai ở trong giật dây khen các bông hậu tuyệt vời nhớ ơn, là tao ghim thằng anh hai. Việc nhà không ổn, anh hai nói không biết gì xả lơ. Người khác lại nói, thiệt sự là tôi quá bức xúc luôn. Bữa giờ lúc đầu tại sao anh hai không tạo kênh riêng cho Hồng Loan, rồi quay MV đăng lên mà anh hai bỏ lên kênh anh hai. Rồi bây giờ khi Nguyên Vũ tạo kênh cho Hồng Loan, anh ấy bỏ tiền mời diễn viên chuyên nghiệp để làm MV ngắn để kênh Hồng Loan mạnh phát triển, thì bị ai đó giật dây cho bà bông thúi quậy tanh bành để không được đăng lên. Xong, bây giờ anh hai xong ra làm MV khác cho Hồng Loan. Xong anh hai khôn vậy ngồi chơi cho đã, xong phút 90 ra nằm giành công hả? Sợ anh hai quá. Mình viết lên đây giải tỏa bức xúc, rất tội anh Nguyên Vũ, mong anh mạnh mẽ nhé, mọi người luôn hiểu ở bên cạnh anh. Có thể thấy nhiều người đồng tình cho rằng Vũ Luân đang cố tình đứng sau giật dây, giành quyền anh cả để thu được lợi ích từ Hồng Loan, và cho rằng Vũ Luân là người thâm hiệp, ngư ông đắc lợi trong vụ việc này. Anh hai Vũ Luân viết tâm thư, cả Phương Lê, chị Ni và Hồng Loan đều xúc động. Những ngày qua công chúng đổ dồn sự chú ý vào câu chuyện drama của Hồng Loan và những người bạn. Là anh lớn trong nhà, nghệ sĩ ưu tú Vũ Luân đã có những chia sẻ về câu chuyện vừa qua. Anh tâm sự, qua sự việc này tôi mong em gái mình sẽ trưởng thành hơn. Tôi cũng muốn xin lỗi mọi người, gia đình của tôi, mọi người thấy rất đoàn kết, làm gì sai phải xin lỗi. Tối qua Ni cũng nhắn cho tôi trong group gia đình. Ni nói Ni xin lỗi tôi, đây không phải vấn đề có lỗi hay không mà thật sự ra mình thương, mình mới giận. Phải xác định một điều là tất cả team của tôi, tất cả những người đến vì Hồng Loan là bằng cả tình thương, cả sự yêu thương. Mọi người thấy tên của team là vì yêu thương mà tới, thì mình phải thật sự yêu thương đúng nghĩa. Nếu Loan làm gì sai, tôi vẫn nói Loan sai, để em mình sửa chứ không phải thương mê mình mù quáng. Tôi mong rằng qua sự việc này em sẽ trưởng thành hơn. Mới đây Vũ Luân thông báo một tin cực vui là anh sẽ tổ chức đêm nhạc biểu diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Trong đêm nhạc này anh sẽ mời Hồng Loan, Hồng Ni, Nguyên Vũ và cả Phương Lê đến chung vui và thưởng thức cải lương. Mong rằng mọi người sẽ bỏ qua hết mọi chuyện và lại vui vẻ như xưa. Vũ Luân cũng nói về việc xóa bỏ hiểu lầm với Phương Lê. Sau đó tôi cũng gặp Phương Lê, sau đó tưởng Phương Lê hết giận rồi. Vì Phương Lê cũng hứa không like gì, lúc đó câu chuyện cũng qua rồi mà tự nhiên bà Ni buồn gọi điện không nghe. Mấy đứa nhỏ kêu tôi kiếm Ni vì gọi điện cho Ni không được. Bùm bùm Mỹ bình tinh túa ra kêu tôi nghĩ bài stress. Và khách mời đặc biệt nhất lần này là các em của mình. Mong rằng qua lần này các em sẽ thân thiết và gắn bó với nhau hơn, không để xảy ra những chuyện hiểu lầm như vừa rồi nữa. Vũ Luân đuổi Phương Lê ra khỏi team, bảo vệ Hồng Loan đến cùng. Sự việc đang xảy ra gay cấn trong khi vụ kiện của Hồng Loan chưa đến hồi kết. Là anh hai của Hồng Loan, Vũ Luân cũng rất nóng ruột. Vũ Luân chính thức đuổi Hoa hậu Phương Lê ra khỏi team, không để một ai đụng hoặc gây bất lợi cho Hồng Loan. Hoa hậu Phương Lê, cái sai của cô chính là quá nóng tính.
Sự việc chẳng có gì nếu như chịu hợp tim, ai cũng lớn cả rồi, mình phải giải quyết bằng cách gặp mặt cùng nhau. Chứ không phải đụng chuyện là lên mạng muốn nói gì thì nói sẽ gây ảnh hưởng đến nhiều người. Cho nên Vũ Luân chính thức đuổi Phương Lê ra khỏi tim, từ nay không còn hoạt động nào trong nhóm nữa. Về phía Hồng Loan, là em gái của anh đã khóc rất nhiều, bởi Hoa hậu Phương Lê cũng là một người chị yêu thương Loan rất nhiều, làm nhiều chuyện cho em, mà bây giờ đến cuối cùng hai chị em không thể song hành cùng nhau. Qua lời chia sẻ của nghệ sĩ Vũ Luân, khán giả càng thêm yêu mến về con người chân chất thật thà của Hồng Loan. Vừa qua, ngày 29 tháng 8, các con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh đã tề tựu đông đủ tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương nhằm tổ chức đại lễ Vu Lan cho ba mình. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đến thắp hương, tri ân và tưởng nhớ về ông Hoàng Cải Lương Hồ Quảng lừng lẫy, vang bóng một thời. Buổi lễ được tổ chức vô cùng long trọng, hoành tráng, thể hiện trọn vẹn tấm lòng hiếu thuận của các con dành cho Vũ Linh. Tại đây, Vũ Luân đã có dịp trải lòng về tính cách của em gái Hồng Loan. Nam nghệ sĩ bồi hồi nhớ lại ấn tượng đầu tiên khi hai anh em gặp nhau. Ba dắt Luân vào nhà và giới thiệu, Loan, chào anh hai đi con, anh hai của con đó. Từ đó, Luân đã ấn tượng với em gái của Luân là Hồng Loan. Sau này, Luân được cô bác thương nên đi show rất nhiều. Em gái Hồng Loan cũng lập gia đình. Sau đám tang của ba, Luân mới thương em gái Hồng Loan nhiều hơn bởi đức tính mộc mạc, chân thật của em, Hồng Loan, y hệt tính nết của ba. Vũ Luân còn cho biết thêm, Hồng Loan là người sống rất tự trọng, dù có khó khăn vẫn không lên tiếng cầu xin hay nhờ cậy sự giúp đỡ từ các anh chị em khác. Hồng Loan chưa bao giờ làm phiền đến anh hai và chị ba. Loan chỉ cần nói, anh hai ơi em khổ quá, giúp đỡ em. Lên tiếng là anh hai không bao giờ từ chối, cũng như là em ba Bình Tinh cũng không từ chối điều đó. Bởi vì Luân và Bình Tinh cũng đã giúp đỡ nhiều người, đi từ thiện nhiều nơi, không lẽ gia đình mình không giúp sao? Đối với Hồng Loan thì em rất khép kín và không muốn làm phiền ai, Vũ Luân tâm sự. Nghe những chia sẻ của Vũ Luân, mọi người càng thấy yêu thương Hồng Loan hơn, bởi cô sống vô cùng tự trọng và không muốn phải làm phiền ai dù trong lúc khó khăn nhất. Cũng trong đại lễ, con gái Vũ Linh đã tặng gạo cho người nghèo như một cách thay ba làm từ thiện. Ngoài ra, Hồng Loan còn gửi tới người ba quá cố và hàng ngàn khán giả ca khúc 20 năm tình đẹp mùi chôm chôm. Theo chia sẻ thì đây là bài hát khi xưa ba cô rất thích, nên lần này cô xin hát bài này để tưởng nhớ và tri ân ba mình. Hồng Loan đã thể hiện ca khúc một cách đầy cảm xúc khiến khán giả rưng rưng. Một người hâm mộ tới từ Bến Tre đã khóc sau khi nghe con gái của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh hát. Bà chia sẻ rằng, nghe Hồng Loan hát khiến tôi nhớ lại Vũ Linh, thương Hồng Loan lắm. Các cô chú anh chị thương nó nha, thương con gái mồ côi. Kết thúc phần trình diễn, Vũ Luân tiết lộ Hồng Loan rất rụt rè, không ít lần đánh tiếng việc giúp em gái lớn sân sang showbiz. Tuy nhiên, con gái Vũ Linh đã từ chối vì muốn cuộc sống bình yên. Nhưng hôm nay, vì để không phụ lòng yêu mến và mong mỏi của các cô, các bác đã đến viếng thăm, nên Hồng Loan chấp nhận hát một bài xem như lời cảm ơn sâu sắc đến khán giả.